Phần 5, phần 5 nha các bạn. Nhớ số vậy. Phần 5. Hồi nãy là phần 1 kìa. Rồi ơi, cái chân này đi. Ok rồi. Ray nhìn nè. Đâu? Ở hai bên mang tay thì nó chạy lên. Từ từ. Rồi. Chịu ha. Từ. Bấm cái chỗ này. Cho nó bú đi để ra làm việc bên này coi. Rồi cho nó bú, cho nó làm gì đi. Đây. Làm gì, bấm được. Đấy, bấm còn cái mai, tóc mai để nó tươi tươi nữa đi. Điện thoại còn 6%.